Kính thưa các quý vị đại biểu, thầy Lăng Cầm nhìn học sinh thân yêu, thầy Lăng Cầm bên tan giao án cuộc đời, thầy vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ, quan tâm tới các thế hệ học sinh, để rồi thầy bạc tóc thời gian về đàn em thân yêu. Tất cả những hy sinh thầm lặng của người thầy, người cô luôn được các thế hệ học sinh khắc ghi và thể hiện rõ hơn qua màn hát múa Người Lái Đò Thầm Lặng do thầy giáo Nguyễn Đình Tấn và tập thể lớp 12 Quy thể hiện. Kính mời các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh chúng ta cùng thưởng thức. Don't go.